Cuối video trước, Vương Lâm đã đi tới một ngọn núi trận pháp. Mỗi một tấc đất đều được bố trí trận pháp chết chóc. Với tu vi kết đan của hắn, muốn vượt qua là điều không thể. Xông vào chỉ có đi chứ không có ra ngoài. Cách duy nhất là nghiên cứu rồi chậm rãi phá giải từng chút. Mất 10 ngày mới giải được một cái. Phía trước còn khoảng vài trăm cái nữa, thoải mái để phá giải. 7 năm nhanh chóng trôi qua, Hứa Lập Quốc trở thành công cụ để hắn lấy ra thử phát động cấm chế. Điều này làm cho Hứa Lập Quốc cực kỳ uất ức, miệng liên tục gào thét đòi bình đẳng. Lão tử từng lập công, từng đầu rơi máu chảy, hắn không thể đối xử như vậy được. Vương Lâm phát hiện ra những cái mắt trận trong trận pháp đều do thần thức tạo thành. Sau khi dùng thần thức để tấn công thì lại khiến trận pháp điên cuồng hơn. Cuối cùng hắn nghĩ ra một phương án, đó là dùng thần thức bao bọc xung quanh mắt trận. Như vậy, cách để giải trận pháp đã có, vấn đề lớn nhất đó là làm như thế nào để tìm ra mắt trận. Trong lúc này, Đoan Mộc Cực cũng vượt qua cửa ải thứ nhất để đi tới ngọn núi cấm chế. 1.000 năm trước, lão ta đã từng xông qua một lần, nên lần này gặp lại, Đoan Mộc Cực dễ dàng phá giải cấm chế. Phía trước có Lục Dục Ma Quân, phía sau lại có Đoan Mộc Cực đang đuổi theo. Vương Lâm bắt buộc phải sửa đổi cấm chế nhằm làm chậm tiến độ của Đoan Mộc Cực. Hứa Lập Quốc thì cực kỳ sốt ruột, trên miệng liên tục thốt ra những lời nhát chết. Sau nhiều thời gian cực khổ thì Đoan Mộc Cực cũng đuổi kịp, Vương Lâm đành phải ẩn thân trốn vào trong trận pháp. Lão ta đi ngang qua trước mặt, khoảng cách chỉ vài bước chân, điều này dọa cho Hứa Lập Quốc run bần bật. Rất may mắn Vương Lâm không bị phát hiện. Về phần Lục Dục Ma Quân, hắn ta đã đi lên đỉnh núi, trước mặt là một cái cấm chế cuối cùng nữa. Phá giải xong nó thì sẽ có thể thoát khỏi nơi này. Nhưng còn chưa kịp phá giải thì Đoan Mộc Cực đã đuổi tới. Lão ta vẫn tưởng rằng Lục Dục Ma Quân là kẻ đã bố trí những cái bẫy, hãm hại mình phải dùng hết pháp bảo mới có thể giữ mạng. Quá phẫn nộ, Đoan Mộc Cực liên tục tung ra chiêu sát thủ. Lục Dục Ma Quân cũng không phải là người ăn chay. Thực lực cả hai đều là hóa thần trung kỳ, muốn phân cao thấp trong vài chiêu là điều không thể. Lục Dục Ma Quân vừa ngăn cản vừa giải thích, cuối cùng cũng khiến Đoan Mộc Cực tin tưởng. Hai bên nhanh chóng ngừng chiến. Vương Lâm không muốn điều này, hắn lập tức tấn công vào cấm chế khiến nó bạo phát. Ý định của hắn là dùng công kích của cấm chế để tiêu diệt hai cường giả hóa thần kỳ. Đoan Mộc Cực và Lục Dục Ma Quân tức lắm, nhưng bọn họ không dành tay để tính sổ với Vương Lâm. Tiếc rằng ý đồ của Vương Lâm đã không thành công, hai người bọn họ chấp nhận bị thương để liều mạng xông qua cấm chế. Vương Lâm chưa muốn xông qua ải thứ ba, cường giả hóa thần kỳ cũng không cản được. Với tu vi của hắn thì càng không thể xông vào, cách tốt nhất là vẫn nghiên cứu cấm chế này cẩn thận. Hứa Lập Quốc ở bên ngoài chờ đợi, dùng lá chuối làm chăn đắp lên người rồi đánh một giấc ngủ. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Hứa Lập Quốc đã ngủ được mấy trăm giấc rồi mà Vương Lâm vẫn còn chưa nghiên cứu xong. Hắn nghiên cứu ròng rã mới hiểu được nguyên lý hoạt động của cấm chế rồi phá giải nó. Bước qua cánh cổng không gian, Vương Lâm đi tới một tòa tháp. Từng có rất nhiều người đi tới đây, tất cả bảo bối đều bị bọn họ lấy đi. Thứ duy nhất còn sót lại là một cái túi. Cái túi vẫn còn sót lại cho tới ngày hôm nay là vì trên đó có cấm chế cực kỳ tinh diệu. Tu vi của Vương Lâm chưa đủ để phá giải nên trước tiên cứ cất vào trong không gian của Thiên Nghịch Châu đã. Trên đỉnh ngọn tháp là một vòng xoáy thông đến không gian tịch diệt. Quang cảnh xung quanh rất giống với chiến trường tinh không mà Vương Lâm từng trùng sinh. Tuy rằng hắn đã có nhục thân nhưng ở trong không gian tịch diệt thì bản chất vẫn là thôn hồn, có thể cắn nuốt và sai khiến du hồn xung quanh. Hứa Lập Quốc thấy cơ hội đã đến. Gã ta hí hửng định thu phục đám du hồn xung quanh rồi phản công xử lý Vương Lâm. Vẫn như mọi lần trước đó, gã ta vừa mới vui mừng được một lúc thì đã phải tắt nụ cười. Đám đàn em bị xử lý nhanh gọn lẹ, bá nghiệp của Hứa Lập Quốc bị sụp đổ trong nháy mắt. Trong lúc này Đoan Mộc Cực vẫn đang chật vật đối phó với đám du hồn. Vì pháp bảo đã dùng hết, cơ thể lại trọng thương nên Đoan Mộc Cực không địch lại đám du hồn đông như kiến được. Lão ta buộc phải dùng ra pháp bảo phòng ngự mạnh nhất là một tòa tháp để ngăn cản thế tấn công. Vương Lâm nhanh chóng lao đến tấn công tòa tháp, ép cho Đoan Mộc Cực phải giao ra phương pháp rời khỏi nơi này. Đột nhiên Mạnh Đà Tử xuất hiện giết chết Đoan Mộc Cực. Lão già này sau khi được hồi sinh đã lợi hại hơn xưa rất nhiều. Công kích của du hồn và thần thức cực cảnh hoàn toàn không làm gì được Mạnh Đà Tử. Đúng là quá quái dị.
Với tu vi của hắn thì không cách nào đánh lại được. Thế là hắn đành phải chọn cách lợi dụng lục dục ma quân để đối phó với Mạnh Đà Tử. Nhìn thấy Vương Lâm chủ động xuất hiện, lục dục ma quân cực kỳ phẫn nộ. Lúc trước bị ăn một trận thua thiệt, bây giờ mà bắt được tiểu tử đáng hận này thì sẽ tra tấn một trận no đòn. Tuy nhiên ý định của Vương Lâm lại không phải là đánh một trận với lục dục ma quân. Điều mà hắn muốn là để cho lục dục ma quân và Mạnh Đà Tử đánh một trận sống chết với nhau. Mạnh Đà Tử được lệnh giết hết người ở đây. Thấy lục dục ma quân là người sống nên lập tức trở thành mục tiêu bị tấn công. Sau khi bị luyện hóa thành bộ khôi lỗi cao cấp, thực lực Mạnh Đà Tử đạt tới hóa thần hậu kỳ. Chênh lệch về cảnh giới khiến cuộc chiến hai bên mất cân bằng. Lục dục ma quân hoàn toàn không có cơ hội đánh trả. Đúng vào lúc sắp bị lão ta cho hóa kiếp thì thiên ma tán nhân xuất hiện ngăn cản. Ông ta chính là sư phụ của lục dục ma quân, tu vi hóa thần hậu kỳ, chỉ cần dùng vài chiêu đã hóa kiếp cho Mạnh Đà Tử đi đầu thai. Vương Lâm chạy một mực tới điểm cuối cửa ải, trước mặt là một trận pháp. Phía bên trên trận pháp có vòng xoáy, đi qua vòng xoáy là có thể thoát khỏi không gian tịch diệt. Sau khi vận dụng thủ ấn đã lấy được từ chỗ Đoan Mộc Cực, trận pháp lập tức khởi động, vòng xoáy mở ra một lỗ hổng. Nhưng mà hắn còn chưa kịp dịch chuyển thì cánh cổng không gian đã bị đóng lại. Kẻ vừa ngăn cản là Thác Sầm, chùm phản diện bên trong cơ thể cổ thần, thực lực tương đương cảnh giới không linh. Thác Sầm hiện tại đang bị phong ấn không thể di chuyển, nhưng dưới trướng hắn ta lại có vài trăm đàn em. Thác Sầm chỉ cần nhìn một cái liền biết Vương Lâm là thôn hồn. Thế là hắn lập tức ra lệnh cho đàn em đi bắt Vương Lâm mang đến đây. Biết không ổn rồi, Vương Lâm nhanh chóng trốn vào bên trong không gian Thiên Nghịch Châu, khiến bọn chúng không thể tìm thấy. Thông qua nghe lén cuộc trò chuyện của thiên ma tán nhân và lục dục ma quân, hắn biết được sự thật rằng nơi này căn bản không có bảo tàng. Tất cả chỉ là cái bẫy để dụ người khác tới. Trước khi chết, cổ thần đã dùng sức mạnh còn sót lại để phong ấn Thác Sâm vào huyết hải trong thần thức. Không cam lòng bị giam cầm, Thác Sâm đã tiến hành bố trí cạm bẫy và tung ra tin tức về bảo vật để thu hút rất nhiều cường giả đến. Những người bị giết chết đều được phục sinh trong huyết hải và trở thành khôi lỗi của hắn. Mục đích làm như vậy chính là đem sức mạnh phong ấn truyền lên thần những người khác. Bị bóc tách càng nhiều thì phong ấn càng yếu đi, hắn ta có thể lợi dụng điều này để thoát ra ngoài. Lúc này, Thác Sâm đã phong tỏa không gian, người bên trong không thể dùng bí pháp để ra ngoài nữa. Cách duy nhất lúc này chính là chơi liều. Thiên ma tán nhân sử dụng một bí pháp quỷ dị, tạo ra một truyền tống trận rời khỏi không gian tịch diệt. Vương Lâm cũng không muốn ở lại chịu chết, nên cũng xông vào trận pháp truyền tống. Chẳng biết trải qua bao lâu thời gian, Vương Lâm cũng tỉnh dậy. Hắn thấy mình đang ở một bãi biển. Vùng biển này là do ý thức cổ thần biến thành. Màu đỏ là huyết hải dùng để phong ấn Thác Sầm. Màu trắng là nơi cất giữ ký ức cổ thần. Mục đích thiên ma tán nhân dẫn đệ tử đến đây chính là muốn thu lấy cỗ dục niệm đó. Vừa hay, thể chất của lục dục ma quân lại phù hợp để hấp thù. Tới lúc đó có thể mượn sức mạnh của cổ thần để đi ra ngoài. Ông ta không tiếc hao tổn thần trí trợ giúp lục dục ma quân hấp thù cỗ sức mạnh này. Tưởng là mình sắp thoát rồi, ai ngờ đây chỉ là một cái bẫy mà thiên ma tán nhân đã bày ra. Sau khi đã để cho lục dục ma quân hấp thu xong, ông ta mới bắt đầu động thủ đánh lén, khiến lục dục ma quân trọng thương. Sau đó lại dùng tình huyết của gã ta hiến tế. Mà lật mặt quá bất ngờ, thiên ma tán nhân bắt đầu giải thích kế hoạch xấu xa của mình. 4.000 năm trước, ông vô tình đi tới đây và phát hiện ra bí mật về ký ức của cổ thần. Đây là cơ hội mà người tu tiên có thể ngộ chứ không thể cầu. Ông đi ra vào vài lần rồi sáng tạo ra công pháp luyện hóa một viên ký ức thủy tinh để rút ra ký ức cổ thần. Nhưng mà hấp thu lục dục cổ thần lại cần thể chất đặc biệt. Khổ cực đi tìm vật chứa cuối cùng cũng tìm thấy. Từ đó ông bắt đầu bồi dưỡng lục dục ma quân để cho sau này sử dụng. Lục dục ma quân không ngờ rằng mình từ đầu đến cuối lại chỉ là một con cờ. Cả đời gã luyện chế vô số con rối, tàn ác vô cùng, nhưng cuối cùng lại thua bởi màn kịch lởm sư đồ tỉnh thầm. Thật đúng là buồn cười. Kế hoạch 4.000 năm cuối cùng đã hạ màn, tưởng rằng mọi thứ đã thành công mỹ mãn. Ai ngờ đến phút cuối cùng lại xảy ra biến cố. Một người đàn ông trung niên tên là Đoá Mục bất ngờ xuất hiện cướp đi viên thủy tinh chứa ký ức cổ thần, rồi tiện tay phá hủy nó.
Thế là mọi công sức mà thiên ma tán nhân khổ công gây dựng bị biến thành con số không. Đúng là thiên mệnh khó dò. Tu vi của Đóa Mộc đã nằm ngoài sự phân chia cấp bậc ở chủ tước tinh rồi. Thiên ma tán nhân đứng trước mặt lại như sâu kiến. Được biết, ký ức mà khối thủy tinh cầu lấy ra chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Một khi nhận được toàn bộ ký ức, người đó có thể đi ra vào cơ thể cổ thần tùy ý. Thạc Sâm muốn mượn sức mạnh thôn hồn của Vương Lâm để phá hủy xiềng xích đang trói buộc. Một khi để cho lấy được ký ức, Thạc Sâm sẽ trở thành cổ thần, sinh linh thế gian sẽ gặp đại nạn. Ký ức truyền thừa được chia nhỏ thành nhiều phần và được cất giấu bên trong biển. Vương Lâm đang tìm kiếm thì bị phát hiện. Kẻ đến chính là Đoan Mộc Cực. Lão ta cũng bị luyện hóa thành khối lỗi, không có thần thức và không có điểm yếu. Vương Lâm chỉ còn cách là bỏ chạy. Đoan Mộc Cực vẫn ghi hận những việc mà hắn đã làm nên ra tay toàn lực định lấy mạng hắn. Đúng vào lúc này, Đóa Mộc đột nhiên xuất hiện, lệnh của Thác Sâm là bắt sống. Vậy mà Đoan Mộc Cực lại muốn diệt sát Vương Lâm để báo thù cá nhân. Tội này đáng chết. Ông ta chỉ cần tiện tay bóp mạnh một cái đã khiến Đoan Mộc Cực tan xác. Đoan Mộc Cực đã làm cho Vương Lâm chạy trốn cũng chật vật. Đối mặt với Đóa Mộc thì hắn chẳng có chút hy vọng nào. Hắn nhanh chóng bị tóm gọn rồi bị dẫn đến gặp mặt Thác Sâm. Thực lực Đóa Mộc mạnh như vậy, nhưng khi đối mặt với Thác Sâm lại chỉ giống như con kiến. Thác Sâm còn không cần sử dụng đến linh lực hay thần thức, mà chỉ cần sử dụng ra lực lượng cổ thần đã khiến Đóa Mộc hộc máu quỳ dưới đất. Vương Lâm được yêu cầu nuốt một sợi dây xích. Những sợi xích này đều được làm bằng thần thức. Tuy hắn không thể phá hủy hoàn toàn, chỉ khiến nó nứt vỡ. Nhưng Thác Sâm lại cực kỳ vui mừng. Đám đàn em khôi lỗi đã dùng mấy ngàn năm cũng không tạo ra được một vết nứt. Vậy mà Vương Lâm chỉ dùng một chút thời gian đã làm được. Hiện tại sức mạnh thôn hồn của Vương Lâm vẫn còn quá yếu, thôn phệ quá chậm. Cần phải ngừng kết hồn hạch. Thế là hắn được dẫn đến không gian tịch diệt. Ở nơi này Thác Sâm không thể giám sát được. Đóa Mộc cũng không giấu giếm nữa. Ông đã lên kế hoạch cùng với 9 người khác. Bọn họ đều là tu sĩ đến từ hành tinh khác. Một khi Thác Sâm thoát khỏi trói buộc, bọn họ sẽ hết giá trị sử dụng và bị tiêu diệt. Cho nên, bọn họ muốn liên hợp với Vương Lâm. Hắn chỉ cần khơi lên thần thức cổ thần, khiến Thác Sâm bị phản vệ. Việc còn lại cứ để cho bọn họ đối phó. Vương Lâm muốn bọn họ đưa bản mệnh pháp bảo cho mình trước. Sau khi xong chuyện sẽ trả lại. Với tù vi kết đan của hắn, nếu bọn họ muốn lấy lại thì quá đơn giản. Thế là bọn họ cũng đồng ý. Thỏa thuận đã xong xuôi, Đóa Mộc cũng bắt đầu thi triển sức mạnh, hút vô số du hồn rồi ngừng kết ra một khối hồn hạch. Sau khi nuốt hồn hạch, hắn sẽ có đủ sức mạnh để giải trừ phong ấn. Đúng như kế hoạch đã định ra, các sợi xích bị hắn thôn vệ cực kỳ nhanh. Phong ấn trên ngực Thác Sâm nứt vỡ. Khoảnh khắc này, hắn ta đã chờ quá lâu rồi. Việc đầu tiên sau khi lấy lại được tự do là cướp đoạt pháp khí bản mệnh của cổ thần, rồi đi tới nơi truyền thừa ký ức. Hắn ta chỉ cần dùng một chiêu đã phá hủy được bức tường ngăn cách trong thức hải và cũng chỉ cần vung trường thương một lần, kinh lực phóng ra khiến mặt biển sôi trào, tự động tách ra thành nhiều con đường đi xuống bên dưới. Thực lực này cũng quá mạnh mẽ rồi. Xem tới đây tập phim đã khép lại, diễn biến các tập tiếp theo sẽ có trong video sau. Các bạn hãy đón xem nhé!